Vâng, thì đợt này lại dịch rồi, lại phải ở nhà và lại để rỗi. Thì em có một cái đam mê các bạn biết đấy, đó là máy chơi game. Thì đợt vừa rồi em có lên Shopee và thấy nó hoa cả mắt luôn, bởi vì nó nhiều máy chơi game Trung Quốc ra nhiều cái quá, nó toàn làm nhái thôi, có là nhiều mẫu hay quá. Thì em có xem và em tìm và có cái này mẫu này em kết nhất, vừa ngon vừa rẻ này. Đây này, em mua về rồi nha. Đó, đây này cái mẫu này, đây này, nha. Nó có tên là Book Family Pocket. Cái kiểu dáng của nó trông y như là cái tay Family Computer ấy, cái máy nét ngày xưa ấy. Đây các bạn nhìn nha. Đó, và nó là bỏ túi. Đây. Và thì em thấy này hay quá, em đặt luôn, có hơn 400 thôi. Đây này, về đây có 405.000 này, 409.500 đồng này, gọi là 410.000. Đó, đây này. Đó, nha các bạn nhìn nha. Đó, và em đặt rồi nha. Thì đặt nhanh lắm. Cái này là Trung Quốc nó vận chuyển được Việt Nam thì em phải công nhận là nhanh thật. Đây nha. Đây, em đặt từ hôm 11 tháng 5, mẫu này là 18 tháng 5, nghĩa là đúng một tuần để nhận được hàng. Đó, vừa nhận được hàng xong. Đấy nha, vào đây, qua hàng đây. Thì các bạn có thể nhìn thấy này. Ở Trung Quốc là gửi về thì bao giờ nó sẽ là cái bao màu xám quen thuộc cái này. Đó, thì em xem và đây là cái mà em kết nhất thì em sẽ mua. Và em sẽ mua dần dần và em xem. Và review các bác xem các bác có thích hay không. Nếu bác nào có đam mê như em thì sẽ rất thích những cái máy này. Vì đa phần là những cái máy này hiện tại là Trung Quốc họ làm thì chơi được rất là nhiều lại, thể loại game như là GBA. Hay là một số game máy hiện đại thì chơi được PSP nhưng mà chơi được GBA này, chơi được GB này, Game Boy ấy, hay là Game Boy Advance ấy là đã sướng lắm rồi, chơi được Game NES. Thì những cái máy đơn giản nhất là chơi Game NES là giá rất là rẻ thôi, chỉ có 100.000, hơn 100.000 nó mua được. Và đắt thì nó chỉ đến 800.000. Đó, có cái máy mới ra là PowerKD gì này hơi cao và bây giờ em đang hết tiền rồi. Mới đây em có tiền em sẽ đặt ngay. Đây này, có cái máy này mà em kết, rất là kết cái này. Ngày xưa có PowerKD Q90 ấy, về sau em tặng một bạn nào ở trên YouTube bạn xem em tặng bạn rồi. Đó, và có cái máy này này, em xem kết quá. Và bây giờ phải khoe trước này, đây. Cái PowerKD A6 này, A6 này. Đó, nhìn rất đẹp nha, lưng bằng nhôm luôn này. Đó, thì cái này em sẽ sớm mua thôi. Bây giờ em mua này trước, bây giờ em sẽ mở hộp này trước cho bác xem nha. Nhắc lại cái này là máy có tên là Family Pocket. Đó, Family Pocket nha. Đây, tổng thiệt hại là 409.000. Và em mua ship sale đi, nhận hàng thanh toán. Đó, cái bao cái chuộc nha, các bạn nhìn nha, như siêu này. Về Việt Nam thì đơn vị vận chuyển bây giờ sẽ là Shopee Express này, không còn phải là GNT nữa. Bởi vì là bây giờ Shopee người ta có đơn vị vận chuyển riêng rồi. Nên là về đây là Shopee người ta nhận và người ta sẽ chuyển. Thì ở trên này nó có tên là Retro Handheld Video Game Console. Đó, có thể chơi được 2.000 game classic. Đó, với cái gì à? Support 8 thể loại game tất cả. Đó, như ở trên ảnh này nhé. Như ở trên ảnh này thì nó sẽ gồm có tất nhiên là xe game NES đã chơi rồi. Bởi vì đấy là cái game mà đơn giản nhất. Cái game ở trên máy Family Computer ấy, ngày xưa ấy. Và một thời anh em mình những thời thế hệ mà 8X hay 9 đầu 9X là anh em mình hay chơi ấy. Đây, chơi 8 thời loại gồm có Family Computer này, CPSI này, MD này, GBC này, Game Boy ấy, Game Boy Color ấy, Game Boy này, SMS này, GG này, GF1000 này. Đó là 8 thời loại như vậy. Ô thế là không có GBA, không chơi được GBA nhưng tính em thử cóp cho con chơi được không nha. Đó, hình ảnh rất là đẹp ở đây. Thì theo máy là gồm có ngay chảnh ra chụp nhá, là gồm có máy này và một pin BL5C huyền thoại này, một sợi cáp sạc này, một sợi cổng chuyển lên TV AV này, một sách sử dụng là một cái băng game cạc 130 game, không biết là băng như thế nào, không biết là mình có thể copy game vào được không. Ok, mình sẽ bóc hộp nhá. Đi bản nhá. Đó, bóc ra không phải là dùng cái visa là bắt đầu Shopee được này. Ok, hộp rất là nhỏ gọn đấy sẵn. Em cứ tưởng nó sẽ to hơn một tí, nhưng rất là nhỏ gọn. Ở trên này thì nó có tên là thương hiệu ở đây. Đó, Family Pocket, các bạn nhìn này, EC3000, FC3000 này. Đó, ở đằng sau này là sẽ có một số thông tin về về modem. Không biết là như thế nào. Đó là Family Game. Sản xuất tại Trung Quốc, không có rõ là công ty hay công ty nào, chỉ ghi đơn giản là sản xuất tại Trung Quốc thôi. Đó, có dán nguyên cái seal ở đây. Đó, hộp rất là đơn giản, trông giống cái hộp của cái máy retro ấy, cái máy retro game ấy. Đó, nhìn giống như vậy thôi. Đó, bây giờ em sẽ mở seal nha. Hộp không gì phức tạp cả. Ok, đó, em mua một chiếc bàn xá này. Còn đầy bụi ở đây. Trên này không có gì cả, bỏ cái máy qua bên nhá. Đó, y là cái tay game tay game Family
Family computer y luôn, y giống hệt luôn. Đây có cái màn hình ở đây. Đó, có một cái hướng dẫn sử dụng đơn giản như này thôi. Family Pocket đây, có tên là có cả chữ linh hoạt chống rất là xịn. Đó, có thể hỗ trợ được pin 3 cục pin 3A. À, pin dùng được hiển đấy. Hoặc là một cục pin lithium có thể sạc lại được. Xuất hình lên TV, có cả game 130fc, game là game net. Mà cái cả game ở trong rất là giống cái cả game của máy Game Boy nhé, không biết là có bằng kích thước bao nhau không. Có thể hỗ trợ được thêm một tay cầm ngoài để chơi tay thứ hai. Đó. Và hiện tại thích hợp là 1000 game. Đây là hướng dẫn dụng những các nút điều khiển đây. Đó. Ok, một số hướng dẫn dụng cái đơn giản này thôi. Họ sẽ phụ kiện tiếp theo nhé. Đây cho nó tặng thêm một cái dây sạc micro USB này, màu trắng này. Rất là mềm. Một sợi cáp AV, một đầu AV, một đầu là chân tròn 2.5 chứ không phải 3.5 nha. Chân 2.5 này. Đó. Một cái túi đựng rất là xịn ở đây và một dây đeo. Ờ đơn giản như vậy thôi. Có nghĩa là một cả túi đựng này, một cái dây đeo này, một cái dây AV này, một cái dây sạc này và đây là máy nha. Ô thế cục pin rồi nhỉ. Suốt đây này. Mở ra cửa gì? Cái này nhá. Cái này là có cổng game cạc nhưng mà nó chỉ làm giống thôi, chứ nó bé tí. Nó không bằng cái game Game Boy được, nghĩa là chúng ta sẽ không cắm game Game Boy vào được. Đó, pin lắp sẵn đây rồi. Không có khe lắp thẻ nhớ luôn. Không có khe lắp thẻ nhớ luôn, đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ không copy được game vào nha. Sẽ không copy được game vào và nó cho cái game gì chúng ta biết chơi cái game đấy thôi. Rất là buồn. Không biết là cái game cạc bên trong nó sẽ như thế nào nhỉ, để xem được nào. Cái đầu bên trong có cái thẻ nhớ ra. Như là có cái tôi biết ở đây phải có cái tôi biết đây thì phải ngó rồi à, không có thể nhớ đâu anh em ạ, các bạn không phải nhớ đâu, cái này chỉ là cái game cạc nó đi theo thôi. Đó, lắp vào thử nha. Đấy, tưởng em ấy xem hình ảnh á, ở trên Shopee cứ tưởng là cái này nó sẽ bằng, cứ tưởng là cái này nó bằng cái game, cái thẻ game của máy Game Boy. Thế này em lại có đặt thêm một cái. Đây này. Đó, nhìn ra. Đó, thì game cạc này mà trông rất giống cái game cạc của cái máy Game Boy luôn. Thế này em có đặt thêm một cái game Pokemon để về chẳng may lắp vào có chơi thử được thì vớ. Đây. Nhưng mà nó bé hơn rồi, thôi cái này bỏ qua không lấy nữa. Bởi vì cái game cạc nó chỉ bé tí này. Đó, có nghĩa là khả năng là sẽ không copy được game. Chút nữa phải cắm vào máy tính cho nó có nhận hay không. Ok nha, mở lên xem nào. Thì cái này thiết kế rất là giống cái tay game Family Computer. Mà phía bên trên này này là nó có phím R nhé. Đây là phím R, phím R này. Đó, là hai phím này chơi được game Game Boy này. Chứng tỏ là sẽ có thể Game Boy ở đây. Đây có lẽ là một cái, đây không phải loa, không biết là cái gì. Chắc là chỉ làm hình ảnh luôn. Đó, có phím bấm này. Cái phím này thì hơi nhỏ hơn là cái tay game Family Computer một tí. Nhưng mà nó là giống. Đây là có phím như XY này, BA này, phím Star, phím Select này. Và đây là phím D-pad nhé. Đó, thiết kế rất đơn giản này thôi. Ở phía dưới này thì sẽ có cổng 2.5 để chúng ta xuất hình lên TV hay là cắm tai nghe. Bây giờ tai nghe 2.5 sẽ không có rồi. Nó thiết kế cổng 3.5 thì ngon quá. Nó chỉ có một loa ở đây thôi. Và đây là cổng sạc USB 3.USB, micro USB nhé. Và cũng có thể là sẽ kết nối máy tính được. Và bây giờ em sẽ thử xem như nào nhé. Bảo nguồn đâu nhỉ? Đấy, bảo nguồn đây. À, đây là đèn báo sáng. Đó. Đây nha, thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn các thể loại game này. Đó, ví dụ như đây là Game Boy thường này, Game Boy Color này. Đó, không có GBA mà chỉ chơi được 8 thể loại game này thôi. MD này. Đó. Đây, thử chơi Game Boy xem nào, có Game Boy gì này. À, đây có tích hợp sẵn đây. Một số game chỉ là game đơn giản thôi. Đôn kết công.
Đây nhá, thì 1 2 chơi game rất là nổi tiếng. Nhìn cái này là có thể copy game vừa được đấy. Đây xem con trai này. Âm thanh khá là to. Đây là phí volume này. Loa khá là to nhé, chú ý. Cầm cũng khá là sướng bởi vì nó là giống cái tay Family Commander luôn. Tay nét luôn. Đó. Đó, thoát ra phải khơi máy này. Tôi đang thử tháo cái pin xem là tháo cái game cạc này xem là mà không có game cạc thì nó sẽ như nào nhé. Vẫn có game trong này. Thế cái này làm gì đó. Cái này chả làm gì à? Cảm thấy không có tác dụng. Vẫn có game này. Vẫn có game bình thường. Là gì với game cạc đó. Để làm cái gì. Không không bảy. Đó, vẫn chơi game được chưa? Không ở bên cả. Bây giờ em phải cắm máy tính xem có nhận gì không nhá. Đây nha. Đó, em có cái cáp xịn microb này và em cắm này. Thì thực ra nó chỉ dùng để sạc thôi. Máy tính của em nó không báo gì cả. Có nghĩa là mình sẽ không thể copy được game các bạn. Mình sẽ không thể copy thêm được game. Đó, và khi em tháo cái game cạc 330 ra thì em thấy cũng chả thế nào rồi. À, khá buồn. Khá buồn khi mà chúng ta không có thể copy thêm được game. Khi mà chúng ta mà copy thêm được game nữa thì có thể là vui hơn. Bởi vì hôm trước em có mua cái Q8 ấy, nó rẻ hơn cái này có 300 mấy thôi. Nhưng mà chúng ta có thể copy thêm được game để chúng ta chơi được GBA. Như cái này thì chúng ta sẽ không copy thêm được và để chúng ta chơi được. Em thử tháo game cạc ra xem là nó có tác dụng gì không. Đây đây. Có một chiếc thẻ nhớ. Có một chiếc thẻ nhớ no name. Có một chiếc thẻ nhớ no name ở đây nhá. Đó, đen xì không có cái gì cả. Ok, bây giờ cắm thẻ nhớ ở trong máy tính xem nó là những cái game gì. Và có thử game GBA và xem có chơi được hay không. Nha. Hay quá. Thế cái này để làm cái gì? Cái này chả có tác dụng gì đâu. Cái này chỉ gọi là hình thức là giả vờ thôi. Bạn tháo ra xem bên trong có gì không. Em tháo được xem bên trong có gì không nha. Đó, đây là
cái này nó là cái gì mà nó lại tự nhiên nó làm ra là cái gì không biết. Đây có này, ta có này, 130 game của chúng ta đây, game cạc 130 game đây đó, chả có gì SC130, không một cái chip nhớ được luôn, có nghĩa là cái này chỉ để đánh lừa thôi chứ không có tác dụng cả đúng không. Lại lắp lại đâu phí tiền là mất công cái này đâu cả tác dụng rồi. Đó, làm em cứ tưởng là nó cắm được game cạc của game boy, thế là mới mua, nhận được thì nó mới tí, xong thực ra nó chả tác dụng gì cả, cắm vào thế không có thế, thực ra nó là một cái thẻ nhớ này. Thẻ nhớ không biết là bao nhiêu mê. Đây xem này, có cái nào thẻ nhớ này thì không dùng được. Đây có cái này, có cái này, có cái nhá. Đấy ạ, khi cắm vào máy tính thì nó nhận một cái thẻ nhớ 2GB các bác nhá. Nó có đầy game rồi, còn chống mấy trăm mê, 400 mê. Thì ở đây vào trong này nó có một cái file là file ROM. Thì trong này nó có tất cả là 8 cái file ROM mà các bác vừa xem ấy, GB này. Đó, những cái file ROM đây thì nếu các bác copy ROM game ra vào thoải mái thì em có download thử một game Metal Slug mà có GBA ấy. Em đào các bạn đi thử xem nào, có chơi không? À, để xem nha. Thế này copy game ra vào được, dễ như vậy thì cũng sướng. Thế là cảm thấy không thích chơi nữa thì thôi, bỏ qua. Đó, thẻ nhớ thì đơn giản này thôi. Và sau đó thẻ nhớ là vào cắm vào máy chơi game mình chưa? Đây nha. Đó, mẹ cắm thẻ nhớ đây, cái thẻ nhớ này là 2GB nhưng mà nó lại không ghi như gì, nhưng mà Trung Quốc nó bố láo thật. Đó, là rất bố láo luôn. À, là cắm thẻ nhớ đây nha. Ok. Đó thì lại nhìn lại cái khay này là chúng ta có thể lắp được 3 cái viên pin 3 mà là cũng có thể chơi được. Đó, khi nào mà chúng ta đi chơi mà quên luôn cầm sạc ấy, chúng ta có thể mua 3 viên pin 3 và pin này đây. Pin này nó có rất là rẻ thôi, nó có mấy nghìn một cục thôi. Đó, không thì chúng ta lắp cái pin này mà chúng ta phải sạc được nhá. Cái này là không có tác dụng gì cả, là màu cho nó vui thôi. Đó, lắp vào cho nó nặng. Ok, có thể nhớ thay được game mà sướng không? Sợ nhất là không thay được game. Đấy nha, để xem nó chơi được game GBA mà có được không nhá. À, chơi được game GBA thì mới vui, nó không chơi được thì không làm gì cả. Đấy, đấy nha. Đó, thì là nhìn kỹ lại nhé, rất là hay luôn. Thì em vừa rồi vào chơi game mà em không biết thoát lại của gì ấy. Thì ở đây nó có phím menu này, nó ấn là số 1 này, nó là ấn được, chắc vào chơi game ấn này nó thoát ra này. Nhìn tiếp nữa, ở đây là full speed, tốc độ lên 70 khung hình trên giây ấy. Đó, tốc độ chơi game 70 khung hình giây rất là nét đúng không? Bây giờ em thử vào Game Boy xem là có cái game em vừa có không nha. Chơi được GBA thì mới vui, chứ còn không chơi được thì nó làm gì. Thế nhưng không được là sao? Có con đây mà chơi tới đâu? Chứ mà nhỉ? Còn chứ mà... Không chơi được à, không chơi được. Không chơi được game GBA mà, chỉ chơi được Game Boy thôi. Đó. Mà lại không có Pokemon. Ok, cái này là không chơi được GBA. Cái gì mua cái gì à? Cái Q80 hay hơn. Đó, mua Q80 rẻ hơn mà lại chơi được GBA. Đó, được cái là cũng copy game, copy vào được. Và rất là to. Đấy, cầm rất là sướng tay bởi vì nó rất là giống cái tay cầm của giống rất là giống cái tay cầm của Pocket Computer ấy, nên là nó sẽ có sự hoài niệm. Nếu bác nào mà là 8X hoặc là đầu 9X thì các bác cầm này các bác sẽ có sự hoài niệm và rất là thích luôn, bởi vì kích thước này cũng như là thiết kế nó rất giống cái tay cầm Family Computer luôn. Đó là như thế nha. Ok, thì hôm nay em chỉ giới thiệu cái tay game này sơ sơ thôi, bởi vì là bản thân em là nhìn nên hay quá em mua, và em sẽ mua cái khác về review tiếp cho các bác sau. Các bác xem các bác thấy hay các bác nhớ cho em một like và các bác subscribe để ủng hộ em, để có động lực em có tiền em sẽ mua thêm game ngoài máy chơi game về review cho các bác xem nhá. Đó, thì có vấn đề gì các bác comment vào cái video này, cái máy chơi game này em mua và về và em để đấy, nếu bác nào tương tác kênh YouTube của em nhiều em sẽ tặng nhá.